Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói duy trì quan hệ với Ba Lan không còn ý nghĩa khi các thế lực bài Nga vẫn nắm quyền. Tôi thấy không ích gì khi duy trì quan hệ ngoại giao với Ba Lan. Đối với chúng tôi, quốc gia này không cần tồn tại khi tất cả những người nắm quyền đều theo chủ nghĩa bài Nga. Và Ukraine đầy dẫy lính đánh thuê Ba Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Twitter ngày 29 tháng 4. Ông Medvedev bình luận sau khi giới chức Ba Lan cùng ngày tịch thu trường trung học do Đại sứ quán Nga điều hành tại Kielecka, thủ đô Warsaw. Đây là trường dành cho con của nhân viên ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow coi động thái của Ba Lan là vi phạm trắng trợn Công ước Viên 1961 và là hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan. Cơ quan này khẳng định các hành động của Ba Lan sẽ vấp phản ứng mạnh mẽ của Moscow và Warsaw phải gánh hậu quả. Sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và liên tục thúc giục đồng minh siết trừng phạt với Nga. Điều này khiến quan hệ giữa Nga và Ba Lan liên tục leo thang căng thẳng. Ông Medvedev hồi giữa tháng cảnh báo Ba Lan sẽ biến mất nếu một cuộc xung đột trực diện nổ ra giữa Nga và NATO, bất kể kết quả ra sao. Theo TASS, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.